Widderstorm, một biến thể đặc biệt khác của Boss Widder. Nó là một sinh vật khổng lồ với sức mạnh bá đạo được thể hiện trong Minecraft Story Mode. Và hôm nay, nó đã xuất hiện trong cả thế giới Minecraft của mình để xem liệu nó có thực sự mạnh như lời đồn và mình có thể đánh bại được một sinh vật có sức mạnh vô đối như thế hay không. Hãy cùng Lộc bắt đầu với cuộc hành trình mới mang tên Thợ Săn Widderstorm. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới mang tên Thợ Săn Widderstorm. Và giống như cái tên rồi đó, cuộc hành trình này thì chúng ta sẽ tìm cách để đánh bại cái con boss Widderstorm cực kỳ bá đạo và khét tiếng với sức mạnh vô đối ha. Và mới vào thì mình xuất hiện ở một chỗ... Hình như trên nóc nhà thì phải. Ủa, what the hell? Cái gì? Hình như đây là cái chỗ để mình triệu hồi ra cái con Widderstorm kìa các bạn ơi. Có cục comment lock kìa. Oh my god. Căng nha. À mà bạn nào có nhu cầu mua ạc Roblox cũng như là thử vận may Roblox á thì có thể ghé ngay shop của Lộc nha. Lên shop Lộc có đặt dưới phần bình luận của video á. Và với cái đà này thì chắc là chúng ta phải đặt cái đầu ở phía dưới kia, lên trên cái cục cát linh hồn còn thiếu kìa các bạn. Để triệu hồi ra con boss á. Ở đây nó cũng có hướng dẫn cho mình nè. Nhưng mà thôi, mình là dân chơi hệ liều mà, khỏi đọc hướng dẫn luôn các bạn. Chơi theo ông bà mách bảo thôi. Rồi, mình đã nhặt được cái đầu của con xương đen. Thì à, thời khắc quyết định đã tới. Ui, mình đã triệu hồi thành công Widderstorm rồi. Ây ây. Ui ui. Ấy. Ấy. Nhiệm vụ tiếp theo của mình là cần phải chạy trốn. Ui ui. Ê, mới xuất hiện thôi mà nó mạnh như vậy hả? What? Trời đất quý thần. Thôi tan rồi. No. Nó đang dí mình thì phải. Ê, ê. Ừ đúng rồi đúng rồi. Không sao, mình ổn các bạn ơi. Ok, bước đầu tiên thì mình đã xong rồi ha. Đó chính là triệu hồi con boss Widder này. Và bước thứ hai là chạy trốn nó càng xa càng tốt các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang cách nó một khoảng cũng tương đối an toàn. Nhưng mà cái con này nó có một cái đặc tính, đó chính là nó sẽ đi săn đuổi mình á. Thế nên là một lúc nữa là nó cũng dí theo mình thôi. Kiểu như nó có thể đánh hơi được cái vị trí mình vậy á. Rất là căng luôn á. Và không biết các bạn có để ý không thì mới vào mình sẽ xuất hiện ở bên thế giới Twilight Forest luôn. Thế nên là cũng hơi khắc nghiệt nha. Tại vì bên này cũng có rất là nhiều boss tất các thứ nữa. Và kia là một trong số nơi ở của những con boss. Căng rồi. Thôi, giờ thì chúng ta gán khởi đầu đi ha. Hên là nó cũng cho mình đồ ăn sẵn. Công nhận. Cũng tâm lý á các bạn, không có đồ ăn là chắc không biết sao hồi máu luôn á. Rồi, việc tiếp theo của mình là mình sẽ đi chặt một ít gỗ ha. Cái gì đây? Mình đập cái rễ cây nó rơi ra Golden Amber. Và cái này nó có thể làm được vũ khí các bạn ơi. Khá là tốt nha. Được 3 cái hả ta? Cái này thì chắc mình phải chặt khá là nhiều những cái cây đây. Ok, mình sẽ qua cái gốc cây tiếp theo. Coi có hay không ha. Hy vọng là có. Rồi, vậy là mình hiểu rồi. Mặc định những cái gốc cây lúc nào cũng có cái Golden Amber cho mình chặt ha. Vậy thì tốt. Giờ thì mình sẽ đổi gỗ ra ván. Làm một cái bàn chế tạo nè. Sau đó thì làm luôn một cái... Cái này nó kiểu như là cái đồ thổi phi tiêu gì đó các bạn. Và để coi để làm được phi tiêu thì mình cần phải có thêm những cọng lông nữa. Căng rồi nha. Ê, mình làm thêm cây... Có con quạ kế bên luôn này các bạn ơi. Được. Cái này là mình không muốn đâu nhưng mà sorry nha. Tôi cần lông ngay bây giờ. Mình được 2 cộng rồi các bạn ơi. 2 cộng thì hơi ít á. Không biết là bên này có gà không. Nếu có gà thì sẽ tuyệt vời. Ôi nhưng mà không sao. Hình như loài quạ bên đây rất là nhiều các bạn ơi. Đừng có bay. Cho tôi lông đi. Nó bay nhanh quá. Mình được 3 cộng lông rồi. Ok. Vừa đi khám phá để trốn tránh con Widderstorm và sẽ đi săn thêm mấy cọng lông ha.
Tiếp theo thì chắc mình sẽ đi tìm một chỗ để mình đào khoáng sản. Bởi vì mình cần có một bộ giáp để sinh tồn trước các bạn ơi. Cái hông giáp này cũng hơi toan á. Đỡ cái là nãy giờ chúng ta không có gặp quái dọc đường đi ha. Coi như là còn gặp may một xíu. Ủa đằng kia cái chỗ đó có khoáng sản không vậy? Nhìn hơi lạ nha. Ồ ở đây còn có mấy em hô nữa nè. Được quá ta. Ui không có khoáng sản các bạn ơi. Có đá không à. Thôi mình đào đá đỡ cũng được đi ha. Có đá chắc mình làm một cây kiếm đá đây. Chứ mình chiến đấu bằng cây rìu không có quen. Nó lộng cộng lắm. Ơ những lúc mà căng thẳng là toan liền á. Đây đào thêm cục đá nữa để chúng ta làm cái lò nung tí. Còn nung sắt ra nữa nè. Ok sẵn sàng cho cái chuyến đi tìm khoáng sản được rồi đó. Gần đây không có hang luôn ta. Ủa mình nhớ bên Twilight Forest này nó cũng có hang mà nhờ. Ơ hay lạ vậy. Ủa có nhà của ai kìa. Ê được các bạn ơi, mình sẽ tiến thẳng thế đó. Và ở đây còn có gà nữa. Đây rồi. Đúng thứ mình cần. Thức ăn và lông gà luôn. Yes. Ôi còn có heo rừng nữa cơ. Có nên chắc là chúng ta cần phải săn ở heo rừng luôn các bạn ơi. Tôi không muốn đâu nhưng mà bắt buộc rồi. Giờ khổ lắm các bạn. Cái này giống như là mình đi trốn cái con Witherstorm hơn là đi săn nó. Thử thách này cũng hơi căng đó nha. Ây. Rồi nãy giờ thì mình săn được 9 miếng thịt rồi đúng không? 3 miếng thịt gà, ok. Khá ổn. Rồi, tiếp theo tiến thẳng tới cái ngôi nhà đằng kia. Rồi, tìm một góc an toàn rồi chúng ta sẽ bắt đầu chế tạo những cái mũi phi tiêu đây xíu. Chúng ta làm vũ khí tấn công tầm xa. Có nó mình nghĩ là sẽ dễ dàng sống sót ở cái thế giới nguy hiểm này hơn á. Ui. Ui. Sói. Ui nhưng mà sói mắt màu vàng các bạn ơi, nhìn lạ vậy. Ê. Đằng kia còn có mấy con quái vật dùng băng nữa cơ. Ê, cô Trần nha. Rồi, nguyên đàn sói mà dí mình lúc này là đi thiệt đó các bạn à. Mình chưa có miếng giáp phòng thân nữa hết. Căng rồi. Né. Tốt nhất là nên né đi. Chỗ này là... hình như chỗ của con xương. Ui, chuẩn. Kìa. Định làm gì? Nó biết bắn tùm lum á các bạn ơi, cô Trần nha. Nó bắn tùm lum là cũng hơi mệt đấy. Ok, an toàn. Cái spawner này thì mình có nên đập không? Mình để đây cũng được. Tại vì nó xuất hiện lần có con à, không sợ lắm. Ồ, táo vàng. Thịt các thứ nè. Ê, dưa hấu nữa. Có cả một cái bộ giáp bằng da cho mình. Hello. Đó. Nó mới bắn tùm lum kìa các bạn. Biết ngay mà. Ấy da. Rồi luôn rồi. Dính độc nữa chứ. Cái con này thôi không chơi đâu. Chơi mà chơi bắn tùm lum hoài. Rồi để mình chạy ra cái các bạn ơi. Bên kia thì hình như tiếp tục là một cái ngôi nhà của con xương bắn tùm lum á. Ủa nhiều nhà của nó vậy ta. Ê, mà không có hang luôn. Thiệt luôn á, cái chỗ này hình như là hơi hiếm hang các bạn ơi. Thôi đợi tới lúc tìm hang thì còn hơi lâu á. Để bây giờ mình tranh thủ mình chế tạo những cái mũi phi tiêu đi. 12 rồi đúng không. Làm thêm một ít que. Bấm công thức lại một cái nữa. 20. Ui mình hết Golden Amber rồi. Dưới cây này có không vậy. Ui dưới cây này không có. Vậy là thường nó chỉ xuất hiện ở dưới những cái cây bự bự thôi các bạn ơi. À. Nhưng mà không sao. Giờ mình có 20 cái phi tiêu này cũng ổn rồi đó. Mình sẽ dùng nó để tấn công tầm xa những cái con nào mà nó dí mình căng quá ha. Ủa đây nè. Ê có cái hang rồi. Yes. Đi tìm sắt thôi các bạn ơi. Nào. Ủa cái này phải là... không, cái này không có rơi ra Golden Amber. Cái hang này không có sắt rồi các bạn ơi. Hơi su cà na ha. Đây. Mấy cây rễ mà nó có hơi xanh một xíu thì nó sẽ có Golden Amber cho mình ha. Ok đi chứ. Làm thêm một ít coi. 32 luôn. cái này nó bắn siêu nhanh luôn các bạn ơi. Wow. Được thật sự. Không biết sát thương nó như thế nào thôi. Mặc bộ giáp vô trước đi. Lấy lợi thế ha. Và có vẻ sói đằng kia là sói thân thiện các bạn ơi. Mình không thấy dí mình. Ê sói có dí các bạn ơi. Ê. Trời. Sói định dí ai hả. Ui và có vẻ là cái phi tiêu này không mạnh lắm các bạn à. Trời sao mình bắn sói chấm chơi vậy. Trời đất ơi.
cả 10 cái phi tiêu rồi. Không, cái vũ khí phi tiêu này có vẻ không mạnh rồi. Trời, khói còn biết phun hơi thở tuyết nữa cơ. Ice. Được cái là cũng có thể lấy da sói để chúng ta làm giáp ha. Ok đi. Thôi né né chỗ băng đó ra. Tiếp tục đi để đi tìm những cái chỗ đào sắt thôi. Muốn tìm sắt khó tới vậy sao? Ồ, ở đây có sói thường nè. Đấy, sói thường ta dễ thương nha không? Sói kia bự con mà hung dữ quá trời. Ê. Cái gì? Hình như cái con Wither Storm nó đang hấp thụ kiểu như là sinh khí trời đất để nó mạnh lên các bạn ơi. Kìa. Trời đất ơi. Nó mạnh tới mức nào rồi để mình nghĩa thử ơi. Cái tia của nó bây giờ khá là nhỏ ha. Và nó có một tia thôi các bạn. Nữa mà nó mạnh lên nhiều khi lên nó có mấy tia lận. Hình như 3-4 tia gì đó. Ghê lắm. Ồ. Không biết giờ mình quýnh. À mà không được. Giờ mình quýnh là sao mà lại nó. Nó ao trình mình lắm. Kìa. Ý. Ôi mắt của nó kìa các bạn. Ice. Mình thử bắn phi tiêu qua đó coi. À mà bắn gì kiểu gì mà tới được. Làm ổn cái phi tiêu không? Ok. Cười đó. Thôi. Nhìn nó như đó được rồi các bạn. Biết tới vậy thôi ha. Từ từ nó cũng tiến hóa đấy. Nên là cái việc cần thiết ngay bây giờ là mình phải mạnh lên sớm nhất có thể. Nhưng mà với cái đà này thì không biết chừng nào mình mới mạnh đây. Sắc mà mình còn tìm không ra. Ấy. Ủa đằng kia là cái chỗ đánh cái con Hera kìa. What? Bây giờ đánh nó được không trời? Mà quên. Giờ mình không có giáp đánh nó là không khác gì nộp mạng đó các bạn ơi. Không được. Phải nhận. Đi kiểu như sao ta? Đi tìm sắt. Ủa cái cánh rừng này có sương mù hả ta? Thấy ghê vậy. Ồ, có Golden Amber luôn. Ê. Đó. Chỗ này có vẻ là nhiều quá nha. Oh no. Cho tôi lấy cái đồ đi. Ừ, bọn quái này ở đây đi một hồi ha. Giái con kia nó lại ha. Nó hút vô rồi nó sơi tái hết. Mình chạy trước. Đi tìm cái hang thôi các bạn. Chẳng lẽ giờ vô dùng băng trời. Ờ, vô dùng băng thì gặp sói rồi. Mấy cái con quái vật á. Cũng hơi căng nha. Cái gò đồi này thì không biết có dẫn đi đâu không. Để mình đào xuống coi thử như thế nào ha. Ở đây có vẻ có khoáng sản các bạn ơi. Nó có cái quặng gì nè. Johnston. Ủa cái quặng này không có nấu lên được á. Có redstone nữa. Oh. Tiềm năng nha. Có quặng đồng nữa. Wow. Quái đồng luôn. Có khi nào dưới này là một cái hang. Ui, đúng rồi. Wow. Bên này có quái nè, mình nghe tiếng quái nó kêu quá trời. Ui, có sắt. Yes. Nó đây rồi. Nhưng mà hơi nhiều quái nha. Mình nghe tiếng nó quá trời gần đây luôn. Cơ. Trời đất ơi. Quá trời luôn. Hên là mình đứng ở trên cao á, nó không có với tới được các bạn à. Bọn người đừng học với tới ta. Kệ nó đi các bạn. Đi quăng bển lấy sắt trước rồi đó. Lên đồ sắt rồi quýnh nó cho nó sung ha. Ok. Mấy quặng. Nhiều xíu. Ừ đúng rồi. Ê. Trời. Con này. Ủa nó mò đường nào lên hay gì ta. À đường này nè. Trời đất ơi. Ok chặn nó lại à. Cho nó nghỉ lên. Thiệt cái tình. Lấy sắt tiếp thôi. Giờ mình lo đào sắt thôi các bạn. Kệ bọn nó. Đào hết cái chỗ này mình nghĩ là chắc cũng được đâu đó cỡ 20 sắt á nha. Vừa đẹp luôn các bạn ơi. Để có gì mình còn làm full một bộ giáp sắt. Lúc đó thì mới tự tin đi tiếp được. Hành trình sắp tới của chúng ta còn nhiều thứ gian nan lắm á. Ngày đầu thì mình cũng không tham vọng kiếm được kim cương đâu. Tại vì đây là thế giới Twilight Forest á. Có nhiều thứ nó kiểu như nó khắc nghiệt hơn so với thế giới thường nhiều lắm. Rồi đặt lò nung xuống đúng không. Mình sẽ cần có một chút than đó. Để chúng ta nấu những cái phôi sắt đầu tiên ha. Đây. Trời vô. Eo có 20 sắt thôi. Chưa đủ một bộ giáp các bạn ơi. Mình còn phải tìm thêm 3 sắt để chúng ta làm cây cúp nữa kìa.
Có cúp sắt thì may ra mới đào được kim cương chứ. Bên này còn không? Ừ, bên này còn quái. Ây ây ây. Nó định úp sọt mà anh. Đâu có dễ. Nhóc nhỏ này nữa. Ui ui. Ui ui, căng nha căng nha. Trời đất ơi. Lỡ ngớ là đi các bạn ơi. Ăn vô, ăn vô. Mày giữ cái đầu lạnh. Ui ui ui. Đó đó đó. Không chạy lên đây kịp là đi rồi. Hơn thì chứ. Dưới này không có thắp đuốc đầy đủ ấy, nên là quái quá trời luôn. Ice. Rồi, ở đây thì nó nấu được 4 sắt rồi. Chắc mình sẽ đầu tư một cây cúp. Và ở phía trên nó xuất hiện thanh máu của con Wither Storm rồi các bạn ơi. Ê, hình như nó đánh hơi được vị trí của mình rồi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, trước khi quá trễ. Ở đây còn quặng nào không nhở? Ui, có rương luôn. Ô, có đồ, có sắt. Có đuốc các thứ nữa nè. Sợi chỉ. Thuốc súng mình không biết cần không, nhưng mà giờ cứ lấy đi các bạn. Còn quặng gì khác không? Nào. Vì cái hang này nghèo dữ vậy. Không có bao nhiêu sắt hết các bạn à. No. Không hay tí nào. Rồi luôn. Chắc là bây giờ mình lấy thêm một chút than rồi chúng ta đi thôi các bạn ơi. À quên nữa. Lấy cái chỗ sắt mình vừa nấu nữa chứ. Sao mà bỏ được. Ok, nấu xong chưa? Trời ơi, nó nấu chưa xong nữa. Không biết đợi có kịp hay không. Vì sự an toàn mình nghĩ là mình sẽ đợi tới khi nào tới nơi an toàn mình nấu tiếp các bạn à. Bỏ một chút. Lò nung rớt dưới, thôi bỏ luôn. Đi lên. Việc cấp bách nhất bây giờ là làm sao để trở lên an toàn thôi. Không biết là nó tới đâu rồi nữa. Hồi nãy là nó hướng này đúng không? Ok. Nghĩa lại cái. Ui, thiệt các bạn ơi. Trời. Ui sao mình cảm giác nó đang bự lên dần á. Kìa. Nó mà nhìn vô cái gì. Đó. Trời ơi, nó ăn đất các bạn à. Mày nó hơi gu con này lạ vậy. Kìa, nó hút đất vô cơ. Thôi, mình cần chạy trước khi mình hút mình vô. Miệng đét quỷ thần ơi. Lẹ. Ui, nó tiến quá rồi. Trời đất ơi. Bây giờ nó mọc thêm mấy cái đầu rồi. Ê, chạy. Ê, còn bị con này nữa. Đừng có chặn đường ta. Chạy đi. Chạy không lo chạy mà còn ấm người ta nữa. No, mình không muốn bị nó hút vô đâu. Đó, hình quá, cái tia quét đó không trúng mình các bạn ơi. Ấy. Đã vậy còn bị sói chặn đường nữa chứ. No. Hên, mình chạy sớm các bạn à, chứ nãy mình ở dưới lòng đất là mệt rồi. Ui, hình như nó gần mình lắm hay sao vậy? Trời kìa, nó tấn công cơ. Khủng khiếp ghê. Ui, đừng có bắn trúng nha. Ê, nó hút trúng mình rồi. No. Không. Rồi. Ngày đầu thôi mà. Ở kìa. À ta ra, cái con kia. Ê, nó ăn mình rồi. Ê. Yes. Ê, lại bị nó gấp lên nữa rồi. No. Mình thử. Ê, mình có thể chạy ra được. À. Yes. Ê. No. Trời. Cay thật các bạn ơi. Mình đã thoát cửa tử 2 lần nhưng mà mình không thể thoát được cái cú nhảy vừa rồi. Nhảy cao quá cái là luôn rồi. Thì cái tình yêu mà công nhận nó tiến quá nhanh thì các bạn ơi. Mới đây thôi mà nó đã to như vậy và nó đã làm cơ thể mình thay đổi khá là nhiều ha. Giống như là nó hút hết sinh khí của mình vậy đó. Quá là dã man luôn. Giờ quay lại đó thì không khác gì nập mạng á các bạn ơi. Thôi, coi như chúng ta khởi đầu lại từ đầu ha. Nãy giờ thì trên người mình chỉ có sắt thôi các bạn. Và nó đã đi về hướng này. Thế nên là mình sẽ bỏ hướng đó không đi nữa.
mình sẽ đổi sang đi hướng ngược lại ha. Kệ, coi như là mình dụ nó đi hướng khác để chúng ta có khoảng cách xa hơn và đi tìm nơi an toàn hơn các bạn ơi. Đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Và hồi nãy mình cũng có thể tấn công nó được hai cái chứ bộ. Đánh vô cái mồm to đùng của nó. Ok, rồi sẽ có ngày mình sẽ đánh nó lại thôi. Nhưng mà ngày nào thì chưa biết nha. Rồi, giờ thì cần làm một cái set dụng cụ khởi đầu lại giống như là chúng ta mới vào thế giới vậy đó. Ồ, hướng này còn có chỗ con rắn Naga nữa nè. Ây da, nhiều boss xung quanh quá nhưng mà không có đánh được ngay bây giờ. Thôi, làm một cây rìu đi. Kèm theo đó là một cây cúp ha. Rồi đi tìm một cái khu mỏ nào đó chúng ta khai thác thêm đá nữa là đẹp. Ê? Ủa cái gì? Ủa sao nó mò lại chúng mình nhanh vậy? Chạy. Trời ơi, ngồi chưa nóng đít nữa là nó dí tới nơi nữa rồi. Bèn đét quỷ thần ơi, con này nó thính gì ta? Yêu. Căng rồi. Lấy mía các bạn ơi, hồi nãy mình mới lượm mía thôi. Chưa có kịp đem về trồng nữa đã bị nó xử rồi. Ok, tiếp theo thì mình cần phải chắc chạy thôi các bạn. Mình sẽ chạy xa nhất có thể ha. Để giờ cứ cắm đầu chạy thôi. Không có nhìn về phía sau nữa. Sau khi chạy được một khoảng thời gian thì mình cũng đã đói mèo rồi. Việc tiếp theo của mình bây giờ đó chính là cần phải đi săn để chúng ta kiếm thêm thịt và tẩm bổ lại thôi các bạn. Mình đang bị mất máu luôn rồi cơ. Ây da. Ây, không sao không sao. Đàn cù này sẽ cứu mình thôi. Ừ mà không biết mình có ngủ được không ta. Hình như bên thế giới Twilight Forest này mình không có ngủ được các bạn ơi. Da. Lẹ. Đói bụng. Mình cần đá. Để chúng ta làm một cái lò nung á. Ê kịp đây. Ê. Giờ mà ngẫm một cái xuất hiện lại là kế bên con Witherstorm á nha. Ê vậy không vui đâu. Ui, đủ đá. Rồi cho thịt vô. Ok lẹ đi. Trời ơi chưa bao giờ mình cần một miếng thịt giống như vậy. Sẽ không ổn rồi. No. Ok. Lâm. Ui giời ơi. Nên các bạn ơi. Kịp. Làm miếng nữa đi, cho chắc. Ừ, chưa chắc lắm. Thêm hai miếng nữa đi, nó mới bắt đầu hồi máu lại các bạn ơi. Nice. Trong lúc chờ đợi thì mình có thể đào thêm đá để chúng ta nâng cấp dụng cụ lên đồ đá luôn ha. Cho thêm gỗ để nó nấu nốt 4 cái miếng thịt kia đi. Mình sẽ cần có một cây rìu mới, cũng như là một cây cúp mới nè. Và không thể thiếu sẽ là một cây kiếm để mình phòng thân nữa. Như đây thôi là đủ rồi ha. Ăn cho no bộ mùa chúng ta đi tiếp thôi các bạn. Mình đang có linh cảm là con Witherstorm nó sắp lần ra cái chỗ của mình hiện tại đó. Con đó nó bay mà nên là nó đi nhanh lắm. Mình phải tốc độ hơn nó mới được. Ngày đầu có vẻ là hơi khắc nghiệt ha. Nhưng mà mình tin mình sẽ sớm dần quen với cái màn rượt của nó thôi. Và chúng ta sẽ có cách đối phó sớm thôi các bạn ạ. Ok, let's go. Kìa, mới đây nó đã dí tới đó rồi. Ôi, không ổn rồi. Hồi nãy mình còn có ít xác trong người. Nhưng mà giờ thì không còn miếng xác nào, phải đi tìm xác lại các bạn ạ. Trong này thì không hề có. Ôi, mình có thử, nên thử vô này không ta? Ừ, đây là pháo đài của cái con pháp sư á các bạn ơi. Con xương pháp sư này không biết là nó có dấu xác bên trong hay không. Nếu mà chúng ta khám phá nhanh thì chắc còn kịp á. Tại giờ nó chưa có mò tới quá là gần mình ấy các bạn. Tới khi nào mà nó xuất hiện thanh máu là mình chuồn chắc là đẹp rồi đó. Ôi. Ủa dạ. Con xương. Ui. Chưa gì mình. Ấy. Khối sắt. Yes. Mình đã có cách để chúng ta kiếm sắt rất là nhanh rồi. Đó chính là vô đây và lượm sắt của cái công trình này thôi. Vô tình mình đã có được một cái áo nè. Bộ ít xác còn lại mình sẽ làm cái khiên á, để mình đỡ những con xương nữa là đẹp. Đây. Ok luôn. Ngon các bạn ơi. Lên đồ. Gậy sắt thì bây giờ mình chưa cần lắm. Hướng này còn sắt không? Có vẻ là hết rồi. Đi tiếp. Ấy, còn đường đi à? Oh, bắt cua. Lên luôn. Có rương nha. Có quần bảo vệ. Thuốc hồi phục. Một ít cái transformation powder gì đó. Mình cứ lượm luôn đi ha. Quan trọng hơn là nó không có dấu sắc à.
Thôi đi xuống vậy. Ê, có con nó chặn được. À con này. Ừ cho nó té đi. Mình sẽ đi qua đây các bạn ơi. Kệ nó. Để chúng ta đi sang những tầng tiếp theo. Chỗ này có vẻ là nó cũng khá là cao và rộng á. Nên là từ từ khám phá. Kệ sát quá trời nè. Kệ lấy một ít đi ha. Nữa mà mình có dư thời gian nhiều á, mình sẽ làm một cái chỗ enchant. Nhưng mà mình nghĩ cái đó nó sẽ còn xa lắm. Thôi thì bây giờ chúng ta chuẩn bị dần dần cũng được. Gì đây, gì đây? Ui, ui, nó dí theo. Con xương này nó dai vậy trời. Ê. Giỡn mặt hả? Chỗ này thì chỉ toàn là đá đống rêu không à. Hết rồi. Chắc mình sẽ đi sang hướng khác thôi. Ủa, hình như đây là hướng để lên trên. Chúng ta đánh nhau với boss thì phải các bạn ơi. Mình không nên đi lên hướng đó. Thay vào đấy thì mình sẽ đi sang những cái hướng mà nhánh khác đi. Để tìm khối sắt thôi. Mình nghĩ là nó cũng còn vài khối sắt xung quanh đây chứ. Ui, đây 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 đây. Quá trời sắt luôn các bạn ơi. Thôi tới rồi, thôi mình tới rồi. Kết liễu con này. Đi ra chỗ khác. Mình sẽ có tổng cộng là đâu đó cỡ 4 khối còn lại. Quên một bộ giáp sắt là đây chứ đâu nữa. Ê cẩn thận nha. Té khơi khơi là ha, ngậm củ tỏi ngay đây là khóc thét luôn á. Tốc độ tốc độ. Rồi đây là khối cuối cùng. Yes. Mình sẽ đặt cái bàn chế tạo xuống và chúng ta sẽ làm liền một set giáp sắt mới tinh luôn ha. Mình còn thiếu cái gì? Một cái nón. Một cái ủng. Và cái quần thì mình sẽ mặc quần bằng vàng các bạn ạ. Bởi vì nó có dòng bảo vệ á, khá là tốt ha. À còn thiếu nữa. Mình làm luôn một cây cúp đi. Cúp sắt để dành sẵn luôn. Và thêm một cây kiếm bằng sắt. Ok. Tốt hơn rồi đó. Thử sang hướng này coi. Hình như nó vẫn tiếp tục đưa mình lên trên các bạn ơi. Mình thì bây giờ không muốn lên trên cao lắm. Tại vì lên cao là gặp con boss thì còn mệt mỏi hơn nữa. Thay vào đó thì chúng ta sẽ đi tiếp ha. Nãy giờ mình trong này cũng khá là lâu rồi đó. Lỡ ngớ là con Wither Storm nó đã đánh hơi ra được rồi. Ui chuẩn luôn, nó gần tới rồi. Tranh thủ bây giờ chuồn còn kịp các bạn ơi. Chứ nó lại gần quá là nó bắn cái tia để nó hút mình vô á. Lúc đó thì xác suất mình sống nó sẽ rất là thấp đấy. Yêu. Mình nghĩ nếu mà thời gian sắp tới mình mà quay lại đây thì kiểu gì chỗ này nó cũng sẽ hoang tàn cho mình xem. Kiểu con kia mà con Wither Storm này nó đi tới đâu là chỗ đó sẽ tan tành tới đó các bạn ơi. Kiểu như nó đúng như cái tên luôn á. Bình thường nó là con khô héo đúng không? Mà con này là Wither Storm mà. Bảo khô héo, yêu. Là đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của nó rồi. Trước mặt mình hình như... Ồ, vẫn là một cái vùng băng nữa thì phải. Thôi không qua đó đâu. Chỗ đó có nguy hiểm lắm. Mình thấy đồng bằng là an toàn nhất rồi nè. Nó vừa phẳng mà mình dễ dàng quan sát địa hình xung quanh hơn nữa. Ok, né nó tiếp. Nói chung là ngày đầu tiên chắc là chúng ta chỉ cần đi né nó thôi các bạn. Và nhiệm vụ tiếp theo của mình á là chúng ta sẽ cần tìm một cái Echo Shack. Và cái Echo Shack đó thì thường thì mình đánh boss nó mới rơi ra các bạn ơi. Thế nên là cũng hơi khó đấy nha. Chắc một tí nữa nếu mà trên cái đường thẳng này mình mà gặp chỗ của một con Naga thì mình sẽ vô mình thử sức với nó ha. Tại vì nó là cái con boss đầu tiên bên Twilight Forest này mà mình có thể đánh một cách dễ dàng á. Ok. Ủa. Ê. Hình như nó tăng tốc rồi các bạn ơi. Nó đang ngày càng di chuyển nhanh hơn. Ui mình bị hiệu ứng gì rồi. Mình nghe tiếng nó gần lắm. Ôi nó tấn công rồi. No 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 no. Chạy. Lê. Đúng rồi, nó mà lại gần quá là mình sẽ bị dính hiệu ứng hay sao á. Trời đất ơi. No. Mình mong là nó sẽ không đuổi kịp mình. Nãy giờ là mình chỉ cắm đầu chạy không á. Ôi mình hết nghe tiếng rồi. Kịp hay không ta. Ý cái tia của nó. Ui. Cái tia của nó ngày càng gần rồi. Ấy, nó bắn rồi. No. Ủa sao với cái đà này giống như là mình chạy không lợi nó vậy ta. Ủa nó gần lắm rồi các bạn ơi. Ấy. Oan rồi. Cái con gì mà nó bay nhanh dữ dằn vậy. Nó đang quét kìa.
để nó đi tìm mục tiêu và nó hút vô các bạn. Chạy đi, chạy đi, hu, cù ơi. Trời ơi, nó xuất hiện thanh máu rồi. À. Căng nha, căng nha. Ý, trời đất ơi. Không biết chạy kịp hay không nữa. Ê, nó hút rồi. Ý. Ôi, nên không có tia nào trúng mình hết. Trời đất ơi. Chưa bao giờ cái việc chạy trốn mà nó căng thẳng như vậy luôn á các bạn à. Ôi, cố lên, cố lên. Mình tin là sẽ tới một lúc nào đó nó sẽ di chuyển chậm lại cho mình xem. Ờ. Hay là mình di chuyển xéo nha. Ừ đúng. Nãy giờ mình đi thẳng có vẻ là nó đuổi kịp mình á. Mình thử đi di chuyển xéo coi. Nó phải ôm cua các thứ thì nó mới dí được mình. Đúng đúng đúng. Phải đổi cách mới được. Ừ, mày theo khúc này đi. Ê. No. No, no. Ui ui ui, sao ngày càng nó càng gần mình vậy? Kìa, nó tấn công ở xíu sau lưng mình kìa. Hên hồi nãy đi hướng đó là xác định với nó rồi. Ây da. Ý, nó mới quét. Ây. Ui, gần vậy. U. Ừ. Mười mày thế. Quẹo là đúng rồi. Ây. Thôi xong rồi, quên làm cái xuồng. Ờ, một xíu nhớ làm cái xuồng các bạn ơi. Tới mấy chỗ nước là mình bơi như vậy là nó hút một cái là xác định. Ây. Mày quá, mày quá. Mình vừa thoát cửa tử. Ui. Trời đất ơi. Ui. Áp lực chứ trời. Ấy còn bị đánh nữa. Ui, chui vô đây núp. Ôi không được, không được. Mình núp là nó cũng hút mình lên được. No, 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 no. Ê, hay là mình thử núp thôi ta. Đúng, đúng, đúng. Xuống đây núp luôn các bạn. Cái khối này mình đạp không được nha. Không biết là con Wither Storm nó có đạp được hay không. Cái gì rung ghê vậy? Động đất các bạn ơi. Nó đang trên đầu mình. Ê. Ê, đừng nói là nó. Nó vẫn có thể hút mình được nha. Ê, thôi, 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 bình tĩnh lên ơi. Chúng ta cùng nhau cộng sinh, cộng sinh. Đừng. Ui. Trời đất ơi. Bây giờ mình phải đối mặt với nhiều thứ quá. Y Ripper nữa. Cái gì vậy? Tôi chỉ muốn sống sót thôi à. Ê ê, gì vậy? Ui, mình còn phải kiếm thức ăn các bạn ạ. À. Mình hết thức ăn mất tiêu rồi. No. Mình gặp thêm cái anh này hút hút mình nữa. Thì cái tình á. Ừ, ảnh gửi ra thịt. Ngon. Cái gì? Nó hút được các bạn ơi. Chỗ này không thật sự an toàn lắm đâu. No, no, no. Vậy là mình phải sớm chuồn á. Ở đây một hồi thì nó cũng hút mình à. Đó, đó, đó. No. Thẩu thoát thôi. Hướng đi của mình bây giờ là thẳng qua bên này ha. Trước khi quá trễ. Ê, đừng quét chúng, đừng quét chúng. Nó đang quét kìa. Ây da. Sao mình nghi quá. Ôi. Ui thiệt các bạn ơi, nó. Nó quét được mình rồi. Không. Ờ, dính cái tia này là không có chống trả được. Phải mình có Ngọc Ender thì hay biết mấy. Ê, để coi mình có thể đánh nó một cái rồi chúng ta đi xuống dưới được hay không. Mình sẽ đánh vô cái miệng của nó. Ê. Ôi được, 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 được. Thành công rồi. Lặn và tẩu thoát thôi. Trước khi quá trễ. Ôi, nó, nó, nó. Mình vẫn còn một cơ hội để làm lại. Ui, nó đang quét qua đây. Kịp, kịp, kịp các bạn ơi. Oh my gosh. Trời ơi. Hên ghê. Hồi nãy mình chuẩn bị được một cái set giáp này nên là mình chống lại hai cái cú cắn của nó. Chứ không thôi là đi thật rồi. Oh my gosh. Không được rồi, không được rồi. Vậy là một xíu nữa mình mà di chuyển á các bạn, là mình phải bỏ xa nó gấp đôi so với khoảng cách an toàn lúc đầu nha.
Như vậy thì mình sẽ có nhiều thời gian để khám phá những công trình mình muốn hơn á. Căng thiệt sự luôn. Lúc đầu mình nghĩ cái thử thách này cũng sẽ kiểu cũng bình thường thôi, rồi kiếm đồ các thứ rồi đánh bại nó. Nhưng mà không, nó khó hơn mình nghĩ khá là nhiều các bạn ạ. Và quả thật cái con Witherstorm này rất là đáng sợ ha. Kìa kìa, nó bắn qua đây luôn kìa. Trời ơi, nó đuổi nhanh ghê. Giờ còn vô cánh rừng này nữa hả ta? Yêu. Ôi, Enderman. Đây rồi. Cơ hội đây rồi. Ổn ta? Không biết mình đánh Enderman được không? Thôi, mình thấp máu quá. Mình đánh Enderman cũng rủi ro lắm các bạn ơi. Thay vào đó chắc mình nên chạy tiếp đi ha. Gán đi, băng qua cánh rừng này mình nghĩ là sẽ bỏ được cái con Witherstorm đó một đoạn á. Ê, nó trưởng qua đây. Ô mà chuối. Để chuẩn bị cho cái lần chạy tiếp theo, khi mà con Witherstorm nó tới gần các bạn, thì mình nên dự trữ một lượng lớn thức ăn đi. Và một tí nữa mình cũng sẽ chế tạo một cái thuyền luôn. Với một số tình huống mà cần phải di chuyển ở trên mặt nước á, thì cái thuyền nó sẽ phát huy công dụng tối đa luôn á. Chứ như hồi nãy cứ bơi á là bị nó hút vô liền, bơi quá là chậm luôn. Căng thật sự. Ý, thằng này có một cái mê cung gì nè. Ê, chưa, nói là làm liền đi. Gỗ rồi, ủa mình hết gỗ rồi ta. Vậy mình chặt cái cây, chúng ta chế tạo liền một cái thuyền á. Mình hay quên nên là nhớ thì làm liền đi, chứ không thôi hồi là không có cơ hội làm đó. Mình không có nhiều cơ hội để sửa sai đâu. Mình sẽ làm cỡ hai cái ha. Rồi, thịt thì mình cũng sẽ cho vô đây để nó nấu luôn. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ vô công trình này. Hình như đây là một cái mê cung á các bạn. Khám phá lẹ rồi chúng ta còn chạy tiếp nè. Mình thấy là nó sắp mò tới đây nữa rồi đó. Ồ, có thức ăn. Yes. Ôi thôi. Mình nghe tiếng của nó rồi. Thường là nghe tiếng là mình nên chạy liền các bạn ạ. Tốc độ của nó thường là sẽ nhanh hơn mình rất là nhiều á. Yêu. Cái gì mà nhanh như dần vậy? Thịt còn chưa nấu xong nữa. Căng rồi. Ok, vừa ăn vừa chạy các bạn ạ. Không sao hết. Nói chung là cái ngày đầu tiên của mình á, gần như là dành 80% để đi chạy cái con này thôi. Cày được bao nhiêu đồ lúc đầu thì mình đã vượt mất hết một lần rồi. Ủa, tưởng đâu cái biển chứ. Ai dè, nó cái hồ không à. Và các bạn đánh giá cái con boss Wither này như thế nào? Mình thì có thể nói nó là cái con Wither mà khủng khiếp nhất từ trước tới giờ mà mình phải đối mặt trong Minecraft luôn á. Căng thiệt sự. Hy vọng là những ngày tiếp theo chúng ta có thể kiểu như là tìm cách rời khỏi thế giới Twilight Forest qua thế giới thường á các bạn. Tại vì nó sẽ tốn một khoảng thời gian để từ Twilight về thế giới thường á. Ôi trời. Nên là mình mong là chúng ta có thể rời khỏi nơi này ha. Và bạn nào có nhu cầu mua ạc Roblox cũng như là thử dựng My Roblox á, thì có thể ghé ngay shop của Lộc nha. Lên shop Lộc có để dưới phần bình luận á. Còn bây giờ thì Lộc phải chạy trốn cái con Witherstorm tiếp đây. Nó đuổi sắp tới nơi rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày kế tiếp trong hành trình tiêu diệt cái con Witherstorm đáng ghét kia ha. Chơi mà chơi với người ta chạy muốn tụt quần luôn. Dạ, con Witherstorm nó tới gần lắm rồi đó các bạn ạ. Nó nhân bản lên được hả? Bye bye con Witherstorm, ta đi trước đây. Trời, hình như mình lạc lên một cái hòn đảo rồi các bạn ơi. Qua đây rồi đó. Gì vậy? Quá đi cậu ơi. Ôi giời, mấy em động vật ở đây chạy quá trời luôn kìa các bạn. No. Con Witherstorm đang ghét kia. Ê, nó quên rồi. No.